xe điện nó làm vô lăng cứng hơn so với máy xe bình thường. Cứng hơn à? Anh thấy hơi nặng hơn so với mấy cái xe của mình đâu. Giỡn. Tức là khi mà quay quay này nè. Quay à? Đúng rồi, lúc quay á. Hay là giờ đang chạy tốc độ nhanh nè. Rồi lại như sport kìa. Hello mọi người, đây chính là chiếc Hyundai iX5. Một chiếc xe khá là hiện đại, rất là future. Nó dùng sử dụng đèn đèn LED đốt LED. Đó, đèn gọi là hạt LED đấy, và có bộ mâm khá là đẹp, bộ mâm rất là nhiều cháo 20 inch. Rất là nhiều cái đường nét gấp khúc ở trên chiếc xe này, từ phần capo, phần về, phần cánh cửa, vân vân. Nó đều rất là nhiều cái đường nét gấp khúc. Nó có cái tay nắm cửa là thò thụt vào. Phần nội thất thì ghế chỉnh điện toàn bộ với cái phần đệm ghế. Rồi chúng ta có sưởi ghế, làm mát ghế, có 8 loa Bose và sử dụng những cái chất liệu tái sinh, tái tạo, vật liệu tái tạo và sơn sinh học để có thể hoàn thiện chiếc xe này. Rất là đẹp. Một vài thông tin thì con này sử dụng động cơ điện với cầu trước nha. Nó cho công suất tối đa đó là 217 mã lực, rất là mạnh. Với cái mô măng sẵn cực đại thì đến 350 Nm. Dung lượng pin của con này là 72,6 kWh. Như vậy để mà sạc đầy con này thì nó rơi vào tầm, nếu như mà sạc thường thì phải 20 đến 24 giờ. Còn sạc nhanh ấy thì cũng sẽ giống như những chiếc xe hiện tại là tầm 20 phút. Đấy. iX5 theo Hưng thấy thì nó được trang bị khá là nhiều cái chi tiết, tuy nhỏ nhưng mà rất là đầy đủ. Đấy, phần đèn khá là nhiều, đèn LED rất là nhiều xung quanh xe, trong nội thất cũng rất là nhiều. Những cái phần cổng sạc hay là cái phần điều hòa, rèm che nắng, cửa sổ trời, panorama, nội thất ghế da rất là đẹp, gầm khá là cao và đặc biệt trục cơ sở dài 3m. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn của iX5. Trục cơ sở dài hơn cả những chiếc SUV, dài hơn cả những chiếc sedan hạng E. Đấy, rất là đặc biệt. Và phần cốp cực kỳ rộng nha, cực kỳ rộng. Đây, quay ở phía sau. iX5 thì nó sử dụng cái cổng sạc là CCS Type 2. Là nó giống hoàn toàn trang chiếc VF E34. À, những chiếc xe của VinFast. Rồi cái dây sạc mà Hưng mới vừa mở xem đó chính là dây sạc tại nhà. Nó cũng sẽ giống trên chiếc VinFast VF E34. Phần đèn hậu thì mọi người thấy là nó làm theo cái dạng là đốt LED. Đấy, hạt LED rất là đẹp. Đấy. Phần cổng sạc rất là hiện đại, chúng ta chỉ cần nhấn vào và nó sẽ có một nút close đóng. Đấy. Cái hệ thống cổng sạc thì giống hệt trên chiếc VinFast VF E34 hiện tại. Bây giờ Hưng sẽ cầm lái chiếc iX5 này. Cảm giác đầu tiên mà khi bước vào cái khoang lái thì nó khá là thoáng. Đấy, không gian lái khá là thoáng. Ghế lái thì chỉnh điện rất là nhiều hướng. Và có cả là cái đệm nâng đùi, nâng cái phần ống quyển của chân ấy. Đấy, phần cái chân lên ấy, cho nó khỏi bị mỏi. Cảm giác khi mà chúng ta xoay vô lăng thì nó hơi nặng một tí. Có lẽ là với xe điện thì Honda sẽ làm cái phần này nó nặng. Và có một phần nữa là cái xi nhan thì nó sẽ có luôn cái camera ở trên cái màn hình lái luôn nha. Nó giống con Tucson cũng như là Santa Fe 2022. Rất là đẹp. Vô lăng thì hơi nhỏ. Phần vô lăng thì nó sẽ hơi nhỏ và nó sẽ không có được chắc cái tay lắm. Cảm giác hơi nhỏ chắc là do mình lái những chiếc xe mà có cái vô lăng nó to quen rồi. Không gian lái thì cũng khá là rộng mọi người ạ. Phần kính phía trước nó rất là thoáng. Phần đầu xe nó thấp nên là nó rất là thoáng và trụ A cũng khá là nhỏ. Chúng ta sẽ quan sát được cũng tương đối là đầy đủ mọi chi tiết ở xung quanh. Có một điều đặc biệt là trên cái cần số của chiếc iX5 này là nó nằm ở, nó giống như là một cái cần gạt mưa nằm bên tay phải. Đấy, nằm bên tay phải giống như một cái cần gạt mưa và chúng ta sẽ có nút B là
chỉ cần nhấn vào cái cần này là nó sẽ là VB là đổ. Và cái phần cần số quen thuộc của những chiếc xe ô tô bình thường mọi người thấy đó là nó không có cái gì ở giữa luôn, nó sẽ là một cái phần thông với nhau đấy, nó chỉ có cái hộp để nước thôi và nó là thông với nhau. Ở dưới đó là một cái hộp để chúng ta có cái sạc không dây. Cảm giác tăng tốc của con EX5 này rất là tốt nha. Đấy, Hưng đang chạy với tốc độ tầm 70, 75 đấy, và lên 80 đấy, nhưng mà nó không có bất kỳ cảm giác chao lắc nào hết đấy, rất là đầm xe, rất là đầm và rất là chắc đấy. Cơ bản là vì cái trọng lượng của xe này cũng khá là nặng đấy, chất liệu khá là nặng, rất là đầm xe và cách đâm rất là tốt nha mọi người. Rất đầm, rất cái đâm rất là tốt và rất là êm. Đó là cái ưu điểm của chiếc EX5 này khi hơn cầm lái đây. Cái vô lăng thì theo thông tin được công bố là nó sử dụng sơn sinh học. Rất là nhiều cái thông tin cũng khá là thú vị ở trên chiếc EX5 này. Đấy. Có camera 360. Loa sẽ là dùng 8 cái loa Bose cao cấp. Đấy. Ghế lái thì sẽ có nhớ vị trí và có sử ghế cũng như là làm mát ghế. Một chiếc xe khá là ok. Và đặc biệt là cái trục cơ sở của chiếc EX5 là nó đến là 3 mét lận. Nhưng mà cái cảm giác lái rất là đầm. Rất là đầm nha mọi người. Rất là đầm và nó không hề bị chao lắc. Cho dù cái trục cơ sở nó dài đến 3 mét. Nó dài hơn cả những chiếc xe sedan hàng A lận. Hay là dài hơn cả những chiếc SUV.